Cô anh em, bữa nay mình review chiếc cô lá tiết đời 27 nha anh em. Bị mục vàng mui luôn. Mới được có 3 năm mà mục quá trời luôn nha anh em. Đây giờ mình tiến hành mà tháo nội thất đồ hết luôn. Mấy tỷ sau trên mui nên mình làm mà hàng rồi nó quay hàng rớt xuống nó sẽ cháy nên mình tháo hết. Đây là cô lá tiết đời 2017. Thì mục vui nha anh em. Đây. Anh thấy mùi chưa? Một tinh đây luôn. Tiến hành tháo hết nội thất luôn. Đây, thời gian sử dụng sau 3 năm nha anh em. Đó. 3 năm là phải gã kiến ra và làm lại đường này bị lỗi nè. Mục quá trời mục luôn. Xe này là đời 27 mới được 3 năm nha anh em. Này là Cola tiếp. Thấy một chưa? Một hết đường trong mây luôn. Bây giờ mới gãi cái hộp này ra. Xuống làm lại. Đây. Sức 27. Lột sàn hết luôn em, cho hàng cháy rồi.